Xin chào các bạn, lại là tôi Ngọc Anh đây. Thì hôm nay tôi có nhận được một câu hỏi là: chị ơi, chỉ cho em các khu chợ thời trang trẻ em cao cấp tại Ninh Hiệp. Thì hôm nay tôi sẽ liệt kê cho các bạn top 5 khu chợ thời trang trẻ em cao cấp tại Ninh Hiệp nha các bạn. Các bạn thường hay nói tôi là thế liệu đến Ninh Hiệp có thời trang trẻ em cao cấp không? Đến Ninh Hiệp có thời trang trẻ em Quảng Châu không? Đến Ninh Hiệp có các nguồn hàng nào hả chị? Liệu ở đấy em có thể tìm được các nguồn thời trang trẻ em cao cấp không? Thì đây tôi sẽ liệt kê cho các bạn top 5 khu chợ thời trang trẻ em cao cấp tại Ninh Hiệp nha. Ok, đầu tiên chợ Sơn Long. Đây là khu chợ mà có cả thời trang nam và thời trang trẻ em. Thì thời trang trẻ em nằm ở một khu, trong đó bạn có thể tìm đấy cả thời trang Quảng Châu cao cấp này, thời trang hàng xưởng cao cấp cũng có nha các bạn. Cái khu thứ hai là khu Phú Điền. Khu Phú Điền thì ở đây có rất nhiều loại hàng nữa, cả thời trang sơ sinh, thời trang trẻ em sơ sinh nữa các bạn. Tầng 2 là có thời trang trẻ em sơ sinh. Và ở dưới có rất nhiều mặt hàng liên quan đến cả phụ kiện này, mũ, nón, dây bộ tóc cho trẻ em nữa. Ở khu vực này bạn có thể tìm hiểu nha các bạn. Khu thứ ba là khu bãi xe Vĩnh Phát. Khu bãi xe Vĩnh Phát là cái khu mà tập trung rất nhiều thời trang trẻ em. Đặc biệt là ở khu vực này đường đi khá là rộng nên các bạn có thể đi ô tô và các bạn có thể đi xe máy được. Ở khu vực thứ tư là khu Liên Hiệp Thể thao Minh Thu. Khu vực này cũng khá là nhiều nguồn thời trang trẻ em, khá là nhiều thời trang trẻ em cả Quảng Châu lẫn hàng Việt, hàng xưởng cao cấp cũng có nha các bạn. Và ở đây cũng có thể đi bằng ô tô này, đi bằng xe máy được vì khu này đường đi khá là rộng. Khu thứ năm là khu xóm 5, xóm 6 nha các bạn. Xóm 5, xóm 6 nó nối liền với nhau. Khu này thì chỉ nên đi xe máy và đi bộ thôi các bạn. Thì khu vực này các bạn có thể bắt đầu nó nằm rải rác. Với khu vực xóm 5, xóm 6 này thì nó không tập trung như các khu ở trước tôi nói. Không tập trung các khu như Liên Hiệp Thể thao, Minh Thu, Sơn Long, mà nó nằm rải rác rẻ rang, nó cách một đoạn lại có một vài nhà trẻ con, cách một đoạn lại có một hai nhà trẻ con. Nên khi mà các bạn đi thì các bạn chịu khó đi bộ hoặc là đi xe máy, thậm chí là bạn có thể thuê xe đạp điện ở tại trung tâm thể thao đối diện ủy ban xã Ninh Hiệp ấy, trung tâm thể thao đối diện ủy ban xã Ninh Hiệp để các bạn có thể thuê ở đó được nha các bạn. Nhưng mà tôi khuyến khích các bạn là các bạn vào các khu như khu Vĩnh Phát này, hay là khu Sơn Long này, hay là khu Phú Điền, thì bắt buộc là các bạn sẽ phải đi bộ vào trong đó vì đó là trung tâm thương mại và đó gọi là các khu chợ, khu trung tâm thương mại rồi, bắt buộc các bạn sẽ phải đi bộ nha các bạn. Còn những khu kia nếu mà các bạn tiện, các bạn có xe ô tô, các bạn có thể đến đó gửi. Và các khu đó rất là gần nhau các bạn, các khu đều gần nhau nên các bạn có thể đi bộ thoải mái, các bạn có thể đi bộ thoải mái vì nó gần nhau như vậy nên các bạn đi bộ thoải mái như vậy. Nên các bạn có thể đến, một là đến bãi xe Vĩnh Phát này, các bạn gửi xe, sau đó bạn đi hết Vĩnh Phát, xong bạn vào Sơn Long, sau đó ra Phú Điền, từ Phú Điền bạn đi sang các nhà ở khu Liên Hiệp Thể thao, xong từ Liên Hiệp Thể thao các bạn đi quay trở lại khu đường xóm 5, xóm 6 thì rất là tiện đường nên các bạn yên tâm. Những khu này đều có thời trang trẻ em cao cấp, để phục vụ cho các bạn khi mà bạn tìm hiểu. Và tôi cũng khuyến khích các bạn là nếu mà lần đầu tiên đi ấy, thì các bạn nên đi hết tất cả các khu, chứ đừng bỏ sót một khu nào mà tôi kể, đừng bỏ sót một khu nào. Và đến mỗi nhà các bạn lấy một hai sản phẩm để có toa thôi, để có toa như thế này, như những video trước tôi đã nói sẽ có toa như thế này, để rồi mình biết là những nhà đó nó như thế nào rồi mình cứ thế tiếp tục nhà. Và các bạn có thể liên hệ với tôi để các bạn có thể có thêm một nguồn thời trang trẻ em nữa nha các bạn. Hãy subscribe kênh của tôi để biết thêm nhiều chi tiết hơn về nguồn thời trang trẻ em và về cách thức lấy hàng thời trang trẻ em như thế nào nha các bạn. Tôi có thể tư vấn cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn.